Chỉ với mức tài chính là 27 triệu đồng là các bác đã có thể sở hữu ngay một bộ sập trơn chân quỳ dạng cá, sập tam diện được cơ sở bên em làm hoàn toàn trên nền chất liệu gỗ gù lào chuẩn chỉnh 100% các bác ạ. Và với bộ sản phẩm này đang có kích thước đại là 1m80 x 2m20, mặt khuôn 10 ván 3 phân ạ. Bệ liền khối cổ liền dày 10 phân, chân vuông 24 phân gỗ đặc các bác ạ. Và hiện tại với một con siêu phẩm sập trơn trọn vân cực kỳ VIP và cực kỳ đẹp như thế này đang được cơ sở bên em xuất ra với mức đầu tư chỉ có 27 triệu đồng. Và bên cơ sở bên em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển 100 km quay đầu cho mỗi gia đình nhà mình ạ. Và miễn phí phần hoàn thiện và lắp đặt ạ. Vì thế các bác có nhu cầu thể liên hệ trực tiếp ngay với em qua số hotline 0989 924 345 để được em Hương tư vấn ạ. Một bộ sập trơn gỗ gụ Lào chuẩn chỉnh 100% đang được cơ sở bên em lên sơn một tông màu cánh gián nhạt, trần chay trần mộc để các bác có thể nhìn nguyên bản gốc của gỗ gụ Lào chuẩn nó sẽ như thế nào ạ. Thì với tông màu này nó rất thích hợp cho mỗi không gian phòng khách hay mỗi không gian phòng thờ. Nó mang lại vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp, lịch lãm. Và với nước sơn bóng và mịn như thế này, nó càng mang lại vẻ đẹp đẳng cấp cho mỗi không gian phòng khách hay mỗi không gian phòng thờ ạ. Nâng tầm giá trị không gian sống cho mỗi ngôi nhà ạ. Và bên cơ sở sập gụ đẹp Hướng Hương chuyên sâu ngành sản xuất sập gụ Lào. Và hiện tại em đang có 3 chi nhánh tại La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Và các bác quan tâm thì hãy đến trực tiếp 3 cơ sở bên em để xem, tham khảo cũng như là chốt được những bộ sản phẩm sập gụ Lào đẹp ạ. Và với mẫu sập trơn này được cơ sở bên em nghiêng về phần trọn vân cực kỳ đẹp đúng không hả các bác? Những thớ vân loang đen to rất đẹp luôn đấy các bác ạ. Đặc biệt hơn nữa là phần mặt sập được cơ sở bên em làm là dày 10 phân ván dày 3 phân. Được cơ sở bên em trọn vân cực kỳ đẹp và đẳng cấp luôn đấy các bác ạ. Và em Hương xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi hết video clip của cơ sở bên em ạ.